dược sĩ cộng đồng là như vậy nè quý vị. Nhiều khi á, gà chưa gáy cũng phải thức dậy để mà chuẩn bị đi làm. Thức dậy sớm đi làm nó vui, nó giúp ích được cho cộng đồng. Mến chào quý vị khán giả đến với lại kênh YouTube Đời Dược Sĩ. Xin tự giới thiệu, mình là Dược Sĩ Vũ, đã tốt nghiệp và làm việc ở Mỹ. Đây là tập 1 video mang tựa đề Một ngày bình thường của Dược Sĩ Vũ là như thế nào. Thì thức dậy đánh răng quý vị. Rồi Dược Sĩ đánh răng bằng cái kem đánh răng Pronamel, rất là tốt cho cái nú răng của mình, đặc biệt là những bạn nào mà cái nú nó hơi bị nhạy cảm á. Và Dược Sĩ dùng cái Pro Formula là cái nước mà súc miệng á, rất là tốt. Cái nước này là nó clean hay là nó diệt khuẩn tới tận cái nú răng của quý vị luôn. Và Dược Sĩ dùng cái máy xịt thức ăn, tức là xỉa răng á, bằng cái máy luôn á, ở góc trái quý vị, thì nó mạnh, nó rất là tốt nha. Quý vị phải nhớ lo chăm sóc răng cỏ của quý vị nha. Dược Sĩ là khoái cái máy sưởi này lắm nè. Cái máy này nó cũng đơn giản lắm quý vị. Quý vị cắm điện vô là nó sưởi hơi ấm ra cho mình luôn, ngủ rất là ấm. Quý vị lưu ý nha, cái bữa ăn sáng rất là quan trọng, cho nên chúng ta cần phải ăn sáng thật là tốt. Thì bữa nay vợ hiền của Dược Sĩ làm cái món thịt bò rất là ngon, phải ăn chứ quý vị. Có sức thì nó mới làm được, nhất là Dược Sĩ cộng đồng. Nhiều khi quý vị làm cả ngày 14 tiếng luôn, không có nói giỡn nha quý vị. Tôi lặp lại, cả ngày nhiều khi quý vị làm 14 tiếng đồng hồ luôn, nó chỉ cho quý vị nghỉ có 30 phút để mà ăn thôi, còn lại là phải làm, không có thời gian mà ngồi luôn á. Đó là cuộc sống của Dược Sĩ cộng đồng. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want I love you and I know why. Trước khi đi làm thì Dược Sĩ uống một viên vitamin, một ngày một viên, rồi uống thêm một viên thuốc nghệ, và lâu lâu á, thỉnh thoảng thì uống thêm cái viên thuốc probiotic nữa, để mà nó giúp cho những con vi khuẩn tốt trong cơ thể mình nó phát triển. Thì ba cái viên thuốc này á, nó sẽ giúp cho Dược Sĩ Vũ khỏe để mà có sức mà đi làm. Chỗ làm cách nhà 30 phút lái xe nha quý vị. Thường á, Dược Sĩ cộng đồng á, là phải đến sớm trước khi cái giờ của cái tiệm thuốc nó mở cửa quý vị, để mà chuẩn bị một số công việc. Trước khi mà mở cửa vào tiệm thuốc á, thì thường là Dược Sĩ phải tắt cái hệ thống chống trộm. Hiện bây giờ thì Vũ đang kiểm tra cái máy điện thoại để mà nhận những cái tin nhắn của bác sĩ hoặc là y tá, họ gọi cái toa thuốc vô á, thì Dược Sĩ Vũ phải ghi giấy ra, rồi chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân một tí nữa họ tới. Quý vị lưu ý nha, thường á, ở cái nước Mỹ này á, Dược Sĩ á, là mình cần phải có toa thuốc phía trong chỗ này á, là phải có toa thuốc thì mới bán được. Ngoài ra phía trước của cái văn phòng Dược Sĩ á, thì những chỗ đó là thuốc không cần toa bác sĩ. Xin lặp lại, ở Mỹ này á, thuốc á, nó chia ra làm hai khu vực. Khu vực phía trước là không cần toa bác sĩ, người dân cứ tới là mua bình thường. Nhưng mà phía trong đây á, là những cái thuốc nó cần phải có toa của bác sĩ. Quý vị nhớ nha, ở Mỹ này á, Dược Sĩ á, có quyền được chích ngừa cho người dân luôn. Thì lúc này là Dược Sĩ đang chuẩn bị đồ kim chích, thuốc thang, rồi những cái đồ băng bó, rồi các cái rồi, để mà mình chuẩn bị quý vị. Để một tí nữa mà người dân họ tới á, họ cần chích ngừa là Dược Sĩ ra, Dược Sĩ chích ngừa luôn. Chích vaccine hay còn gọi là chích ngừa rất là quan trọng. Mỗi người, mỗi độ tuổi, trường hợp nó khác nhau, cho nên quý vị có câu hỏi nào thì cứ hỏi Dược Sĩ Vũ, hoặc là hỏi bác sĩ hoặc là y tá của quý vị á, họ sẽ biết quý vị cần cái vaccine nào. Lúc này là cỡ khoảng 7 giờ sáng, Dược Sĩ tới sớm một chút xíu. Chỗ Dược Sĩ á, ngày thường á, mở từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Thứ bảy á, là mở 9 giờ cho đến 6 giờ. Và Chủ nhật á, là từ 10 giờ tới 5 giờ. Nhưng mà thường á, Dược Sĩ tới đây sớm trước một tiếng để mà làm những cái công việc rất là quan trọng. Ví dụ như là cái việc mà quan trọng nhất á,
là nó gọi là prevere. Tức là sao? Tức là mình phải coi những cái toa thuốc mà bác sĩ á, họ gửi qua bên mình á, bằng cái đường computer hay là đường máy tính á, mình coi để mình biết, để mình chấp nhận cho nó, là mình chuyển qua bên cái khâu production. Production có nghĩa là cho những cái phụ tá của mình á, họ phiêu thuốc, họ bỏ thuốc vô lọ. Mà thường á, tại vì làm sếp vậy á quý vị, cho nên phải vô sớm. Mà mình vô sớm vậy á, thường á, công ty họ không có trả nha. Mà khổ, nếu quý vị không vô sớm á, thì công việc nó nhiều, mình làm không có hiệu quả. Họ tới mà không có thuốc thì công ty họ cũng đuổi mình quý vị. Cho nên cái nghề nào cũng có cái cần của nó. Còn nếu như quý vị không có làm sếp á, thì quý vị có thể làm phụ tá dược sĩ. Tức là dược sĩ phụ tá cho dược sĩ Vũ á. Thì quý vị lưu ý nha, một tiệm á, là có hai dược sĩ nhưng mà chia ra giờ mà làm. Một số ngày mà nó bận rộn á, ví dụ như giờ cao điểm á, thì công ty họ cho hai dược sĩ làm một lúc luôn. Nhưng mà những ngày đó rất là ít, chỉ được một hoặc là 2 tiếng thôi. Và thứ ba nữa, quý vị có thể làm dược sĩ nó gọi là floater. Tức là những dược sĩ mà mới ra trường á, kinh nghiệm ít á, thì làm floater. Tức là dược sĩ khi cần thì họ gọi. Thì những cái dược sĩ đó trách nhiệm rất là ít quý vị. Quý vị không cần phải tới sớm. Lúc này thì dược sĩ Vũ đã có một kỹ thuật viên, hay còn gọi là technician á, họ tới để họ phụ. Thì technician á, không phải là dược sĩ nha quý vị. Họ chỉ có học chừng vài tháng rồi họ đậu cái bằng làm technician, là họ phụ ở trong pharmacy được rồi. Làm ở cái tiệm thuốc cộng đồng này á, nói chung á, là mình phải nhanh quý vị. Tại vì nhiều khi cái giờ cao điểm á, bệnh nhân tới rất là nhiều, cho nên mình phải làm thuốc cho nó nhanh lẹ đưa cho bệnh nhân. Làm dược sĩ á, là trong tiệm này á, cái gì quý vị cũng phải biết để mà huấn luyện cho những dược sĩ khác hoặc là những kỹ thuật viên khác. Nhưng mà nhiều khi nó rất là bận rộn, cho nên quý vị phải cần technician hay còn gọi là kỹ thuật viên. Thì tùy từng tiệm nha quý vị, họ sắp xếp cho quý vị. Ví dụ như cái tiệm thuốc nào mà nó rất là bận rộn thì họ cho quý vị nhiều giờ, thì quý vị có thể có nhiều kỹ thuật viên hay là technician một lúc. Còn như lúc này là sáng sớm, không có được bận rộn nhiều lắm, cho nên chỉ có dược sĩ Vũ và một kỹ thuật viên để giúp thôi. Tiệm thuốc của dược sĩ á, cũng may mắn là nó có con robot quý vị. Con robot tức là cái máy mà nó bỏ thuốc vô lọ luôn á, rất là nhanh và rất là chính xác. Thì hàng ngày á, là dược sĩ Vũ sai mấy cái kỹ thuật viên á, họ sẽ giúp dược sĩ đổ thuốc vô cho cái con robot này thì nó mới hoạt động tốt nha. Tại vì robot mà nhiều khi bận rộn á quý vị, mà quên bỏ thuốc vô cho con robot thì robot nó không có bỏ thuốc vô lọ được, thì lúc đó là công việc nó sẽ tắc nghẽn, rất là nguy hiểm. Tiệm thuốc của dược sĩ á, có chỗ cho quý vị chạy xe tới ngay cửa sổ lấy thuốc luôn, khỏi cần phải đi vào trong. Tại nhiều người họ bị đau quý vị, họ không có thể nào mà họ đi bộ vô tiệm thuốc được, cho nên họ có thể chạy qua bên hông của tiệm thuốc rồi mình đưa thuốc cho họ luôn. Quý vị thấy cái kiếng đó không? Cái tấm kiếng này coi vậy chứ mà nó chắc lắm á nha. Đạn bắn không lủng nha quý vị. Quý vị lấy búa đập không bể. Và đây là cái khu vực phía sau của dược sĩ. Chỗ này thì chứa những cái loại thuốc mà đặc trị là phải khóa lại luôn ở trong cái tủ sắt á. Cái tủ sắt này là đạn bắn không bể nha quý vị. Ngoài ra có những cái lọ thuốc mà trị cho quý vị bị ngạt mũi á, những cái lọ thuốc này là đặc biệt cho nên phải để phía sau đây. Tại nếu không là cướp hoặc là người ta đập phá pharmacy họ vô họ lấy. Khu vực phía sau đây á, thì nó cũng có những cái tủ lạnh và tủ đông luôn quý vị, để mà bảo quản những cái loại thuốc ví dụ như là vaccine hay là insulin thì nó phải cần tủ lạnh nha quý vị. Xin nhắc cho quý vị là tiệm thuốc của dược sĩ á, có thanh thử COVID nha, qua cái đường mũi. Nếu quý vị nào mà có bảo hiểm á, thì thường là họ trả nha. Cho nên cứ đến và liên hệ với lại tiệm thuốc. Nếu quý vị không có bảo hiểm thì không sao, quý vị có thể mua những cái thanh thử COVID-19 này bằng tiền mặt luôn.
Xong xuôi công việc ở tiệm thuốc, chuẩn bị đi về thì lúc này cũng tầm 9 hoặc là 10 giờ đêm rồi các bạn ạ. Còn ngày nghỉ của Vũ á, thì Vũ dành thời gian cho gia đình, dẫn gia đình đi chơi, cho nên là sẽ có những cái video về danh lam thắng cảnh của nước Mỹ cho quý vị coi cho nó vui. Và đồng thời là Vũ cũng huấn luyện con cuốn kim của Vũ. Quý vị thông cảm nha, video này có những chỗ bị mờ. Tại vì quý vị khi mà làm cho tiệm thuốc vậy á, những cái thông tin nào của bệnh nhân là tuyệt mật, mình không thể để lộ ra. Đó là cái tội rất là lớn nha quý vị. Nếu mà công ty họ biết á, là họ sẽ đuổi luôn á. Cho nên những thông tin gì của bệnh nhân á, là không được bỏ lên màn hình. Đó là lý do mà những chỗ nó mờ, quý vị thông cảm nha. Cảm ơn quý vị đã coi video bữa nay. Hãy ủng hộ Dược sĩ, bấm đăng ký và chia sẻ video để Dược sĩ làm tiếp những video lần sau coi nào.